Chào cả nhà, xin chào tất cả các bạn nha. Cũng lâu rồi mình không có làm cái clip đi dở đặt gặp chuột. Hôm nay mình có đặt mấy cái mình đi dở thế coi nó có không nha các bạn. Các bạn đi theo mình nha. Mời các bạn theo mình xem. Bữa nay là cũng sáng thứ bảy nha các bạn. Nghỉ ngơi thì ở nhà làm một cái clip dở gặp thử coi. Rồi các bạn theo mình nha. Có đặt ở đây 6 cái nha các bạn. Mình xem thử coi dính không. Ở đây một cái nha, dính nè các bạn, chục con nha. Đây, đây một con các bạn. Rồi một cái. Mình đặt chỗ này 6 cái nha các bạn. Có không ta? Không. Này một cái các bạn ơi, nhưng không dính các bạn. Đây rồi, chỗ này không dính mình để lên luôn nha các bạn. Là hai. Chỗ này im quá mà cũng không dính các bạn. Đây một cái đây nè. Đây cái các bạn ơi. Dính rồi các bạn. Đây. Dính nè các bạn. 4 Đây cái nữa dính các bạn ơi. Đây, chuột bự nha các bạn. 5 Có gì đâu một cái ta. Dính đâu? Đâu một cái rồi. 5 cái là dính được 3 con nè các bạn. 3 chuột bự nha các bạn. Đây nè. Ồ, chuột bự không các bạn ơi, chuột giấy không à. 3 con này là chiên được rồi. Rồi, thì 6 cái nhưng dính được 3 con nha các bạn. Đây. 3 chuột bự không các bạn ơi. Rồi, mình kết thúc video đây nha các bạn. Chúc các bạn ngày thứ bảy vui vẻ. Tạm biệt các bạn.